Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Điện Biên Phủ và lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức gia quân triển khai đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. Thực hiện kế hoạch số 1082 ngày 1 tháng 11 năm 2022 của Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tấn công chấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện triệt để việc kiểm tra xử lý, đồng thời duy trì thường xuyên liên tục, không để tái diễn các hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng thành xe. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chí văn hóa giao thông, ứng xử trong thực thi công vụ, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông. Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông đã xuống đường biểu dương lực lượng trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố địa Biên Phủ, tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.